Với tính chất công việc của mình thì mỗi lần đi lại là phải mang rất rất là nhiều đồ. Nên là ngày hôm nay mình nghe tin Luck.vn khai trương cùng lúc 4 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Dự kiến là sẽ chính thức chạm mốc 77 cửa hàng trong tháng 10 này để đón sinh nhật 7 tuổi. Ở 4 cửa hàng này các bạn sẽ thấy tập trung các mặt hàng cao cấp đến từ 25 thương hiệu đình đám hàng đầu thế giới. Các địa chỉ khai trương gồm Lotte Mall Tây Hồ, Hùng Vương Plaza, Vincom Đà Nẵng và Vincom Royal City. Nơi mình đến ngày hôm nay là chi nhánh ở Vincom Royal, với các chương trình ưu đãi khai trương như Bali chống vỡ, Bali Kids sale vô cực đến 77%, New Bali giá sốc 7k, áp dụng khi mua chiếc thứ 2 size nhỏ hơn cho mã PP805, combo 2 vali chỉ 1.900.000, tặng kèm túi gấp gọn xinh xắn, thương hiệu quốc tế giảm 2.000.000, ưu đãi mua 1 tặng 1, áp dụng cho hàng loạt các mặt hàng vali. Và có rất nhiều quà tặng theo hóa đơn như là tặng túi gấp gọn hoặc bất kỳ phụ kiện du lịch khi mua đơn vali bất kỳ, tặng 2 món phụ kiện du lịch bất kỳ với hóa đơn từ 4.000.000, tặng ngay vali RBD09 với hóa đơn từ 7.000.000. Tất cả các sản phẩm mua tại 4 cửa hàng khai trương lần này sẽ đều được cam kết về chất lượng và bảo hành trên toàn hệ thống của Luck.vn. Chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong đúng 4 ngày thôi nha, là từ ngày 12 tháng 10 cho đến ngày 15 tháng 10. Nên mọi người hãy nhanh tay link những chiếc em vali xinh xắn này về nha.